phiên xét xử 100 đối tượng khủng bố tại Đắk Lắk, sự tàn bạo và âm mưu lật đổ chính quyền. 15 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông báo về việc mở phiên xét xử đối với 100 đối tượng tội phạm khủng bố nhằm vào chính quyền và nhân dân. Vụ án này liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong, trong đó có một người mẹ chưa kịp biết tin hai con trai của mình đã mất tích từ năm 2009. Viga Hamchot, một nam thanh niên, bị cảnh sát giao thông trọng thương sau khi bị đuổi khỏi một quán ăn chỉ vì ngồi say. Bệnh viện Từ Dũ cũng đối diện với một bi kịch khác khi một cán bộ làm việc tại tà phòng bất ngờ tử vong. Vào ngày 16 tháng 1, dự kiến Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ bắt đầu phiên xét xử kéo dài đến ngày 26 tháng 1. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức và đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Hát, Jim Cedeo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin về vụ án tấn công hai trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã E Tiêu và E A Tu huyện Cư Quyên vào ngày 11 tháng 6 năm trước. Đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều cán bộ và người dân bị thương và tài sản của họ bị phá hủy. Mục tiêu của các đối tượng là lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập một nhà nước mới mang tên Dega. Trong số hơn 100 đối tượng này, có gần 100 người thuộc các dân tộc thiểu số. Các đối tượng đã tiến hành hai cuộc tấn công tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã E Tiêu và E A Tu huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, khiến hai cán bộ của xã bị sát hại. Phiên xét xử 100 đối tượng khủng bố tại Đắk Lắk, sự tàn bạo và âm mưu lật đổ chính quyền. 15 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông báo về việc mở phiên xét xử đối với 100 đối tượng tội phạm khủng bố nhằm vào chính quyền và nhân dân. Vụ án này liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong, trong đó có một người mẹ chưa kịp biết tin hai con trai của mình đã mất tích từ năm 2009. Viga Hamchot, một nam thanh niên, bị cảnh sát giao thông trọng thương sau khi bị đuổi khỏi một quán ăn chỉ vì ngồi say. Bệnh viện Từ Dũ cũng đối diện với một bi kịch khác khi một cán bộ làm việc tại tà phòng bất ngờ tử vong. Vào ngày 16 tháng 1, dự kiến Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ bắt đầu phiên xét xử kéo dài đến ngày 26 tháng 1. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức và đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Hát, Jim Cedeo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin về vụ án tấn công hai trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã E Tiêu và E A Tu huyện Cư Quyên vào ngày 11 tháng 6 năm trước. Đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều cán bộ và người dân bị thương và tài sản của họ bị phá hủy. Mục tiêu của các đối tượng là lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập một nhà nước mới mang tên Dega. Trong số hơn 100 đối tượng này, có gần 100 người thuộc các dân tộc thiểu số. Các đối tượng đã tiến hành hai cuộc tấn công tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã E Tiêu và E A Tu huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, khiến hai cán bộ của xã bị sát hại. Ngoài ra, vẫn có một số chi tiết đáng chú ý khác. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét khả năng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Công tác điều tra và truy tố đã được thực hiện công bằng, tuân thủ các quy định. Kết quả điều tra của các cơ quan tố tụng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động cho 100 bị cáo. Trong số này, 53 bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 39 bị cáo về tội khủng bố, 1 bị cáo về tội che giấu tội phạm, 1 đối tượng tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, và 6 bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành phiên xét xử từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1. Công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ được thắt chặt để đảm bảo tính an toàn trong quá trình phiên tòa diễn ra. Hỏa hoạn gây thương vong, gia đình mất 4 người trong bi kịch kinh hoàng. Hai cháu bé đã bằng cầu thang bộ xuống phía dưới trước đó, vào rạng sáng ngày 15 tháng 1, khi anh hàng xóm sống gần hiện trường ở phường Hàng Mã, Hà Nội, đi tập thể dục quanh khu phố, thì nghe thấy tiếng ồn cùng mùi khét. Anh chạy ra phố Hàng Lược để xem và phát hiện khói đen đang bao trùm căn nhà số 4, lửa đang bốc lên từ tầng 2. Anh hàng xóm đoán rằng lúc này, người trong nhà đang ngủ say nên đã hô hoán để thông báo cho họ biết. Vài phút sau, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy. Nhờ sự nhanh nhạy của họ, ngọn lửa không lan sang nhà bên cạnh, màu dầu dễ cháy. Tuy nhiên, chỉ có một người may mắn thoát ra bằng cách sử dụng đường ban công. 4 nạn nhân khác không may tử vong, gồm ông N, D, H, sinh năm 1954, chủ hộ, bà D, T, H, sinh năm 1961, vợ của ông. Ngôi nhà cháy cao 4 tầng, là nhà dạng ống với diện tích khoảng 20m2. Tầng 1 dùng để kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên là nơi ở. Trong nhà có cầu thang bộ và tầng 3 có cửa sổ kính mở ra mặt tiền. Tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước có thể thoát sang nhà bên cạnh. Tuy sống sót may mắn, nhưng họ đã mất đi 4 người thân trong gia đình. Không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này. Từ vụ việc kinh hoàng này, mong rằng mọi người sẽ hết sức lưu ý đối với tai nạn cháy nổ và hỏa hoạn.
Hãy trang bị trong nhà các vật dụng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm cần thiết. Khi có cháy, hãy gọi ngay cho lực lượng chức năng để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Sự miệt thị đáng lên án, người khuyết tật bị đuổi khỏi quán ăn. Một sự việc đáng lên án vừa xảy ra khi một người khuyết tật bị đuổi khỏi một quán ăn chỉ vì ngồi xe lăn. Điều đáng nói, người này đã sẵn sàng trả tiền thay vì yêu cầu đặc biệt. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nam thanh niên này, có tên TikToker với tài khoản VML, đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội Facebook. Anh kể rằng anh bị đuổi khỏi một quán phở ở Hà Nội chỉ vì ngồi xe lăn. Cậu bạn của anh đã vào quán và nhờ nhân viên đưa anh lên bậc tam cấp. Tuy nhiên, nhân viên quán đã từ chối với lý do rằng họ không có nhân viên để khiêng người như anh. Thậm chí, họ đã nói, quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Sự thái độ phân biệt đối xử này khiến cậu bạn của TikToker cảm thấy bất mãn và nước mắt bắt đầu rơi. Sau khi đăng tải câu chuyện này, nó nhận được hơn 40.000 lượt yêu thích và hơn 20.000 bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Sự việc đã gây tranh cãi lớn, đến mức Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phải vào cuộc và xác minh tình huống. Trong một xã hội đang phấn đấu cho sự công bằng và đoàn kết, việc phân biệt đối xử và miệt thị là điều không thể chấp nhận. Hy vọng rằng những câu chuyện như vậy sẽ giúp mọi người nhớ về tầm quan trọng của sự nhân ái và sự đoàn kết trong cộng đồng. Trường hợp người khuyết tật bị đuổi khỏi quán ăn, sự thật hay chiêu trò câu view? Một sự việc đáng lên án vừa xảy ra khi một người khuyết tật bị đuổi khỏi một quán ăn chỉ vì ngồi xe lăn. Điều đáng nói, người này đã sẵn sàng trả tiền thay vì yêu cầu đặc biệt. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Bài viết và yêu cầu người đăng tải hãy nêu tên hai quán phở để làm rõ thông tin qua thông tin mà nam TikToker đăng tải. Nhiều người đã nhận ra quán phở gà trong bài đăng là quán phở gà trên phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mới đây, chủ quán ăn này đã lên tiếng trần tình về vụ việc. Chủ quán cho hay đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên mang phở sang tận nơi. Tuy nhiên, bạn ấy vẫn muốn vào quán. Lúc này, người làm bếp đã nhắc nhở rằng lời nói lời đừng ngồi ở vị trí này gây khó khăn trong việc bán hàng. Sau đó, bạn ấy tươi cười và ăn uống bình thường. Tuy nhiên, sau đó, anh đăng bài lên mạng xã hội ám chỉ rằng chúng tôi miệt thị là không đúng. Chủ quán khẳng định không hề đuổi khách, thậm chí bà còn chưa từng nói câu ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Trước thông tin trên, vào trưa ngày 15 tháng 1, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận sự việc một cán bộ lãnh đạo đang công tác tại bệnh viện Từ Dũ đã tử vong trong phòng làm việc. Hiện nguyên nhân tử vong đang được điều tra. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là một chiêu trò để câu view và tương tác, thì đây quả là hành vi thiếu đạo đức và chuẩn mực. Rất mong cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận để vụ việc sớm được sáng tỏ. Mới đây, đồn biên phòng Bình Hải, Quảng Ngãi xác nhận rằng họ đã phát hiện và thu giữ khoảng 288 bao gói chất rắn màu trắng chứa gần 300 kg chất ma túy nghi trôi giạt vào bờ biển. Sự việc này xảy ra sau khi người dân trình báo về sự xuất hiện của các vật thể lạ nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển. Đồn biên phòng Bình Hải đã phối hợp với công an xã Bình Hải tổ chức tuần tra tại bờ biển để thu giữ số vật thể này. Các gói ma túy này có trọng lượng từ 1 kg trở lên và có nhãn mác tương tự với số ma túy mà đơn vị đã thu giữ trước đó tại hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh loại ma túy trong các bao gói này và điều tra nguyên nhân tại sao chúng lại trôi giạt vào bờ biển. Sự việc này đã khiến cho đơn vị quân đội biên phòng tăng cường tuần tra và giám sát tại khu vực bờ biển để ngăn chặn việc các vật thể nghi ma túy này rơi vào tay những đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép. Đồng thời, các gói ma túy đang được niêm phong và chuẩn bị cho quá trình giám định chính xác loại ma túy trong số này. Đây được coi là một trong những vụ việc lớn nhất về trôi giạt của ma túy tại bờ biển Quảng Ngãi trong thời gian gần đây. Tuy chưa rõ ràng cách ma túy này đã lọt vào biển và ai là người sở hữu, nhưng cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.